Có một cái quán bò tơ trong hẻm ở Gò Vấp, đúng như Phúc Thường nói, quán trong hẻm hầu như là quán ngon, mà cái quán này lại là quán bò tơ chuẩn từ Củ Chi mà tối nay đám bạn quyết định đi liền. Sau khi nghe giới thiệu của một đứa trong đám, từ ngã năm Gò Vấp chạy vào Nguyễn Kiệm đến hẻm 891 quẹo phải vào chút xíu là tới à. Quán nằm trong hẻm cho nên điểm cộng là yên tĩnh mà giá cả cũng phải chăng nữa. Menu quán có khá là nhiều lựa chọn từ bò và dê như là nướng, chiên, gỏi, xào, lẩu hoặc là hấp luộc, đủ để lựa chọn với khá là nhiều kiểu chế biến. Nhỏ Quyên gọi phần gu bò nướng đá tảng ăn cùng với rau củ nướng mà bò được giữ nóng chín vừa lớp mặt mà mềm ở bên trong, rồi chấm với lại nước chấm có công thức đặc biệt từ hành tím, rau thơm mà thấm thịt lắm. Sườn chìa bò nướng mật ong thì tụi mình nướng trên lửa than với sốt ướp cùng xả cho nên khi nướng lên than là thấm lắm. Nhân viên của quán nói tụi mình cứ ăn đi để em nướng luôn cho, cái tự nhiên tôi rảnh ngang luôn á trời. Cơm cháy mà ăn với lại kho quẹt là xưa rồi. Tới đây gọn thố bò kho nghệ cùng với lại hành ớt mà bò sử dụng loại bò gân cho nên sực sực ăn với lại cơm cháy giòn rụm thơm phức nữa. Thì cái món này đúng là kiểu sinh ra để dành cho những ai thích lai rai nè. Mà ai mà đã đi Củ Chi thì sẽ hay gọi món bò tơ hấp cuốn bánh tráng. Thì ở Gò Vấp cũng có quán bò tơ da dày giòn giòn hấp cuộn cùng với lại rau rừng, cuốn cùng với lại bún nóng hổi là hết nước chấm mắm nêm đậm đà luôn. Tối nay thì tụi mình làm combo bò tơ ở quán bò tơ tươi Củ Chi thì phải kể đến món gỏi bò tơ bóp thấu trộn cùng khế, hành tây, cà rốt, ớt và rau thơm mà nước gỏi thấm chua chua ngọt nhẹ vừa miệng, ăn cùng với lại bánh phồng này nhất cái nách bạc bạc luôn má ơi. Ít cái nơi nào ăn mà tôi thấy có rau lang nha, mà ở quán bò tơ của Tư ở hẻm 891/29 Nguyễn Kiệm phường 3 Gò Vấp thì có món bò tơ nhún ruốc đọt lang ăn vị khá là đậm đà, đặc biệt là cho ai thích mắm ruốc nè. Vì mới vừa đun sôi lên cái mùi nó dậy lên mà nguyên quán ai cũng qua hỏi cái món gì mà thơm vậy. Trải nghiệm cùng Phúc nha.